Xin chào các bác, em là Hiếu Tô. Em đang nhận sửa cái con màn Android OLED Pro cho con Santa Fe. Con này nó đang bị nó rất có rất nhiều lỗi, ví dụ như là hỏng cảm ứng này, hỏng hiển thị này, hỏng tiếng, hỏng chức lỗi Chernobyl chương trình. Nhưng con này nó đang bị cái lỗi này này, cái lỗi không định vị được. Nếu có thể mở cái kiểm tra GPS thì nó không bắt được cái cột sóng nào. Đáng lẽ là ở nhà hay ở trong, thậm chí trong hầm nó cũng bắt được một vài cái vạch sóng. Nhưng thường trong hầm không bắt được sóng đâu. Nhưng trong nhà kiểu gì phải bắt được một vài vạch sóng. Nếu các bác có cái Naviten này các bác dễ xem hơn này. Naviten này, nhấn vào trong cái anten parabol, nhấn vào trong vệ tinh. Nó đang không bắt được vệ tinh nào. Các bác chú ý như cái này là nếu nó là màu đỏ thì là bật rồi, nếu mà các bác tắt đi nó màu trắng trắng này là nó không bắt được vệ tinh đâu. Cái này đang tắt cái vệ tinh. Bác bấm bật lên bật như này. Và kiểm tra vào trong, nhấn vào vệ tinh bật. Bình thường nếu nó xác định tọa độ ở đây này thì nó tốt. Còn không, ít nhất nó cũng có mấy cái vạch xanh xanh ở dưới này. Hoặc vạch trắng trắng ở dưới này. Nếu yếu nó trắng mà nó không xanh được ấy thì anten nó kém, thì có thể anten kém nhé. Đa số trường hợp anten kém có cho anten ra ngoài để bắt được tốt hơn. Còn con này là nó không bắt được vạch nào, nó đang bị chết rồi. Con này tối một con chip nguồn của GPS này. Những con này thường nó đi kèm với cái lỗi là không bắt được Bluetooth này. Rồi, Bluetooth này. Thường nó sẽ đi kèm với cái lỗi không bắt được Bluetooth. Nên con này vẫn bắt được Bluetooth nhé. Có con bắt được, có con không bắt được đâu. Còn cái trường hợp này còn kèm với bệnh nữa là bệnh không bắt được radio. Xem con này còn bắt được radio không? Radio. Con này vẫn còn bắt được radio. Vẫn còn bắt được radio. Đấy, nó kèm một số cái bệnh đấy mà nếu mà có trường hợp, có những trường hợp nó bị cả, có những trường hợp nó không bị cả. Nên bị con này bị lỗi GPS thôi. Rồi, bây giờ em hướng dẫn các bác cách tháo luôn. Tháo cái cậy lở, hay dùng nhất là cậy nở cho vào đây này, cho vào đây cậy ra. Em này có cái móc này thì em dùng móc thôi. Em dùng móc nó quen và nó dễ hơn, nó không bị luộc xương mà tắt luôn. Okay. Lúc giảm cái này không có ốc đâu nhá. Nếu là đầu DVD của nó là có ốc đấy. Này không có ốc đâu. Làm kéo thẳng vào. Bây giờ gỡ ra thì dễ rồi. Bóp cái lẫy của nó là gỡ ra thôi. Đây là nguồn. Đây là camera lùi. Cái này hai cái anten Bluetooth và Wi-Fi. Không cắm camera lùi vẫn phải cắm cái này nhá. Đây dây USB này. Ba hàng chân. USB 2 hàng chân. Cái này dây ken. Dây ken nó hiển thị điều hòa, hiển thị mở cánh cửa. Cái này dây SIM. Dây SIM với dây AV. Đó. Đây hai dây định vị với lại dây anten của định vị với anten của 4G. Con này con 4G đây. Nhưng mà nó giống nhau, các bác phải đánh dấu nhá. Nó không phân biệt được, không phân biệt được làm nó khó, lâu hơn. Tháo ra tháo vào. Thứ nhất là như 4G này em hay buộc vào. Đây là vào mà là con OLED A3, nhưng mà OLED thì nó main nó cũng như nhau thôi. Bây giờ vào em sửa lý, em sửa em tháo thay cái chip này.